Nóng quá mọi người ơi. Mình vừa từ Hà Nội vào. Hà Nội đang kiểu mát trời, thi thoảng sẽ có mưa mưa, gió nhẹ nhẹ thổi. Và trong này mình kiểu bị sốc nhiệt với mọi người. Hello hello, chào tất cả mọi người. Welcome mọi người đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay như mọi người có thể thấy trên tiêu đề, đây sẽ là chiếc clip chắc là được request nhiều nhất trên channel của mình từ đầu năm cho đến bây giờ. Thì đấy chính là clip bookshelf tour 2021 của mình. Theo truyền thống, năm nào mình cũng sẽ làm một lần cái clip bookshelf tour này. Thế nên là yes, những bạn nào muốn xem là tủ sách của mình trong năm 2021 ở những gì thì chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn về clip nhé. Và thật ra là mình đã chuyển vào trong Sài Gòn sống rồi, nên là cái giá sách ở ngôi nhà Hà Nội của mình chắc là phải lâu lắm nữa mình mới được đoàn tụ với em nó. Thì anyways, không dài dòng nữa, nếu mọi người muốn biết xem tủ sách của mình có những cuốn sách gì thì cùng bắt đầu với video clip nhé. Và mọi người hãy lấy snack này, lấy trà sữa, lấy phúc long để vừa ăn vừa xem nhé. Tại vì mình cũng không biết là cái clip này nó sẽ dài đến bao lâu. Để nó không quá dài thì mình sẽ nói khá là ngắn gọn thôi. Thế này yes, let's go. Cái cách phân chia của mình thì mình đã phân chia như sau. Đầu tiên thì cái ngăn dưới cùng này của mình thì mình đã chuyển nó thành để các cuốn sách liên quan đến chủ đề tâm linh ấy. Tại vì những cái cuốn sách chủ đề này thì mình có khá là ít nên mình để vào cái ngăn này. Ngăn bên này thì là mình để những cái sách liên quan đến bộ sưu tập Harry Potter đặc biệt của mình. Ở phía trên này thì là những cái cuốn sách bé bé xinh xinh này. Và ba ngăn là ngăn này này, ngăn này này và ngăn này. Thì cả ba ngăn này là mình sẽ để những cái tác phẩm của các tác giả châu Âu hoặc là châu Mỹ. Còn cái ngăn này này, cái ngăn này này và ngăn ở phía trên cùng thì là mình để những cái tác phẩm của các tác giả châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và cái ngăn ở trên cùng này thì là mình đặc biệt để các tác phẩm của các tác giả Việt Nam. Ok ha, thì bây giờ đầu tiên mình sẽ giới thiệu với mọi người cái ngăn này là cái ngăn mà mình để những cái cuốn sách liên quan đến chủ đề tâm linh của mình ấy. Thì đầu tiên ở đây mình có cuốn mà mình mới mua, đấy chính là cuốn Bốn Thỏa Ước của John Newcastle Reeves. Cuốn tiếp theo là một cuốn sách rất là nổi. Thật ra là mình cũng chưa có đọc hết ý. Mình đọc cách đây rất là lâu rồi và ấn tượng của mình không được tốt lắm. Thì đấy chính là cuốn Đắc Nhân Tâm, How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie. Tiếp theo là tác phẩm Dấu Chân Trên Cát của chú Nguyên Phong. Cuốn sách tiếp theo mình cũng đã review gần đây, Thay Đổi Cuộc Sống Với Nhân Số Học của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương. Hành Trình Về Phương Đông, Journey to the East của chú Nguyên Phong, dịch từ tác phẩm gốc của tác giả Brittany Sparkling. Ở đây mình có quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh cũng là của chú Nguyên Phong luôn. Và đây là bản bìa mềm ha, thì mình rất là ủng hộ First New. Các bạn ấy đã làm thêm cả bản bìa cứng nữa. Thì thật ra cuốn này là mẹ mình mua để mẹ mình đọc ấy. Tại vì mẹ mình không biết là mình có quyển bìa mềm. Tiếp theo mình có cuốn Ho'oponopono, Sống Như Người Hawaii, Chấp Nhận Biết Ơn Và Tha Thứ. Tiếp theo là một cuốn sách mà mình rất là ưa thích và mình sẽ mang cuốn này vào Sài Gòn để mà mình đọc lại nữa. Thì đấy chính là cuốn A New Earth, Create a Better Life của Eckhart Tolle, Hiểu Về Trái Tim của Thầy Minh Niệm, Sức Mạnh Của Hiện Tại, The Power Of Now cũng của chú Eckhart Tolle. Đây có thể coi như là cái phần đầu tiên ấy. Còn đây là cái quyển phần thứ hai, cuốn này bản tiếng Việt là Thức Tỉnh Mục Đích Sống nha mọi người, Nhân Quả của Nguyễn Chu Pháp. Và cuối cùng là một cuốn sách mà mình nghĩ là những bạn nào mà đang muốn tìm hiểu thêm về kiểu Phật Pháp hay là cách sống có chánh niệm ấy, thì mình rất recommend quyển này cho các bạn mới nha. Đấy chính là cuốn Hạnh Phúc Đích Thực của nhà báo Hoàng Anh Sướng, Trò Chuyện Với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ok, thì cái hộp ở trong cùng này là một món quà mà các bạn đồng nghiệp của mình ở cửa hàng ở Metropolis có gửi tặng mình trước khi mà mình chuyển vào Sài Gòn làm ấy. Thì thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật ra là Sherlock Home thì actually là mình đã có rồi, nhưng mà cái bản cũ mà mình có thì mình để ở phía trên. Còn vì cái bản này nó rất là đẹp với cái kiểu dương hòm này nên là mình đã để nó ở dưới này. Thì để mình mở ra cho mọi người xem nha. Ở phía trong kiểu siêu đẹp luôn ý mọi người. Và đó, thì đây là ba tập của tác phẩm Sherlock Holmes bản bìa cứng được đặt trong cái dương hòm này. Ok, sang đến cái ngăn ở bên cạnh thì đây là cái ngăn mà mình sẽ để những cái ấn phẩm đặc biệt của Harry Potter ở dưới này, cùng với cả những cái chuyện mà nó khá là cao ấy, không để được ở những cái ngăn bình thường này thì mình cũng sẽ để đây luôn. Thì đầu tiên ở đây là mình có 4 tập của bản bìa minh họa của Harry Potter. Đầu tiên là mình có tập 1 này, Harry Potter and Philosopher's Stone. Tập 2 là Harry Potter and the Chamber of Secrets. Tập 3 là Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Và tập 4 là Harry Potter and the Goblet of Fire. Có 2 tập truyện của cái phần spin-off ấy. Đầu tiên là mình có Fantastic Beasts and Where to Find Them.
và cuốn thứ hai là Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald. Thì thực ra cái series này mình đã ra rạp để xem cả hai phần thì mình thấy cũng khá là ok. Bỏ qua những cái lùm xùm thì đây cũng là một cái series mà dành cho những bạn Potterhead ý, mọi người đang ngóng trông cái gì để mới thì mình thấy đây cũng là một cái series rất là đáng để mọi người xem thử nha. Ok, ở đây mình có tác phẩm trinh thám Chim Cổ Đỏ, một tác phẩm rất là nổi tiếng nhưng mà mình vẫn chưa đọc hết mọi người ạ. Ở trong này thì là những cái cuốn sách mà ngoại cỡ ấy. Đầu tiên ở đây mình có hai bản của cuốn Becoming của cô Michelle Obama, thì đây là cái bản tiếng Anh. Còn đây là cái bản tiếng Việt mà First New có gửi tặng cho mình. Yes, đây là hai cuốn của thần tượng của mình, Khu Vườn Bí Mật của Frances Hodgson Burnett. Cuốn như kiểu là sách được minh họa ấy mọi người. Đấy chính là cuốn Sea Prayer của chú Khaled Hosseini, là tác giả viết tiểu thuyết ưa thích của mình. Đó, cuốn sách rất là đẹp. 7 Habits of Highly Effective People, 7 Thói Quen Hiệu Quả của Stephen R. Covey. Ok, một cuốn sách mà mình đã làm hẳn một cái review ở trên channel của mình rồi, Đừng Chạy Theo Số Đông của anh Kiên Trần. Bản tiếng Việt của Grit, Vững Tâm Bền Chí Ắt Thành Công, Sức Mạnh Của Đam Mê Và Kiên Trì của cô Angela Duckworth. Và cuối cùng là một cuốn mà mình không định đọc nhưng mà nhìn bìa này mình lại muốn đọc mọi người ạ. Đấy chính là cuốn Viết Thường Hai Chữ Tình Yêu của Francis Miralles của Wing Books. Ok, thì cái ngăn ở phía trên là cái ngăn mà mình để những cái cuốn sách bé bé xinh xinh của mình. Và cái ngăn này hầu như là không có gì thay đổi qua mọi năm, nên là mình sẽ nói những cái cuốn này rất rất là nhanh thôi nhá. Thì đầu tiên là mình có bản tiếng Anh của người xuất chúng Outliers, The Story of Success của Malcolm Gladwell, cuốn sách mà mình đã khen rất là nhiều rồi. The Perks of Being a Wallflower của Steve Fisher-Bocky, 365 Days of Wonder của RJ Palacio, Seth Siu-Sing, Your Name, Chuyện của Múc, tranh siêu cute luôn á. Thứ ba, Thầy Murray, Tuesday with Murray của Mitch Almom, The Art of Racing in the Rain của Garth Jane, 4 cuốn truyện của Nicholas Sparks mà mình có, The Last Song, cuốn truyện tình cảm mà mình yêu thích nhất cả bản truyện và cả bản phim chuyển thể luôn mọi người, A Work to Remember, Safe Haven, và cuối cùng là The Choice. Ok, và cuối cùng là 4 tập của, mình gọi là truyện tranh à? Ừ, của một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà mình rất là thích. Đấy chính là Ở Một Góc Nhân Gian, tên tiếng Anh là In This Corner of the World. Mình đã xem kha khá phim hoạt hình của Nhật rồi ấy, nhưng mà In This Corner of the World vẫn là bộ phim mà nó làm cho mình có nhiều cảm xúc nhất. Và những bạn nào mà thích xem phim của Nhật ấy thì mình highly highly recommend mọi người hãy xem phim này nhá. Ok, thì cái ngăn bên cạnh tiếp theo sẽ là ngăn mà mình để các tác phẩm của các tác giả châu Âu hoặc là châu Mỹ. Đầu tiên ở đây mình có cuốn Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất của Jonas Jonasson. Tiếp theo cũng là một tác phẩm của một tác giả Thụy Điển, Người Đàn Ông Mang Tên Ốp của Fredrik Backman. Nhắc đến Fredrik Backman thì mình còn một quyển nữa. À trời, mình còn chưa bọc ra từ năm ngoái rồi mọi người ạ. Mình tệ ghê ấy. Đấy chính là cuốn Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi. Tiếp theo là cuốn Hai Số Phận của Jeffrey Archer, Những Đốm Lửa Lưu Lạc, tên tiếng Anh là Little Fires Everywhere của Celis Ng, Utopia của Thomas More, Children of Blood and Bone của Tommy Adeyemi, The Book Thief của Marcus Zusak. Tiếp theo là cuốn sách mà mình đã mua thêm bản bìa cứng chỉ vì mình quá mê cái bìa của em nó, The Sun Is Also a Star của Nicola Yoon, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda của Becky Arbatelli, một cuốn sách siêu dễ thương về bromance, Red, White, Royal, Blue của Casey McCusin, A List of Cages của Robin Rowe, The Life We Lost của Jill Santapolo. Tiếp theo cũng là một cuốn mà mình nhớ là năm ngoái mình cũng đã nói là mình muốn đọc hết cái quyển này mà mình vẫn chưa đọc hết mọi người ạ. Đấy chính là cuốn I Will Give You The Sun của Jenny Nelson, We Are Okay của Nina Lacour. Tiếp theo là một cuốn sách cũng rất là dễ thương, Fan Girl của Rainbow Rowell, Far From The Tree của Andrew Solomon, một cuốn sách của tác giả rất nổi tiếng với các bạn đọc sách nước ngoài của Việt Nam là John Green ý, đấy là Turtles All The Way Down. Một cuốn sách mà mình mua vì mình quá mê bìa của em nó là The Astonishing Color of After của Emily Exarpine, The Hate You Give của Angie Thomas. Tiếp theo một sự tội lỗi nữa, từ năm ngoái đến giờ vẫn nằm trong túi, đấy chính là On The Come Up. Thì đây chính là cái cuốn tác phẩm thứ hai của cô Angie Thomas sau cái cuốn The Hate You Give này. Vì mình quá là mê cái cuốn này nên mình đã mua thêm cái cuốn này để đọc, nhưng mà mình chưa có đọc cái cuốn này. Oh The Light We Cannot See, tên siêu hay, một tập thơ Up From The Sea
của Leza Lewis, một tác phẩm trinh thám viết theo kiểu podcast rất là lạ và độc. Sadie của Courtney Summers, hai cái cuốn mà trời ơi, nếu mà mọi người buồn thì mọi người sẽ có kiểu thức ăn để ăn uống gọi là comfort foods đúng không? Thì hai cái cuốn này nó như kiểu là comfort books của mình ấy. Nếu là mình chán đời, mình cảm thấy sụp đổ thì mình sẽ luôn luôn lấy cái cuốn này ra để kiểu đọc và đắm chìm trong cái thế giới tràn ngập tình yêu thương của tình bạn và tình gia đình và đầy chất thơ của chú Benjamin Alexandre này. Thì đây là hai tác phẩm của chú ý có tên là Horizontal and Dante Discover the Secret of the Universe. Và cuốn thứ hai của chú ý là The Inexplicable Logic of My Life. Mình siêu thích hai cuốn này luôn ấy. Ok, thì di chuyển lên ngăn phía trên vẫn tiếp tục là các tác phẩm của các tác giả châu Âu, châu Mỹ. Thì đầu tiên ở đây mình có cuốn The Subtle Art of Not Giving a F của Mark Manson, một cuốn sách mà mình rất là vui vì mình đã khám phá ra được trong năm vừa rồi. Why I'm No Longer Talking to White People About Race của cô Rainey Edelon. Hai cuốn tiếp theo là của chú Simon Sinek, là một tác giả viết sách non-fiction mình thấy rất là dễ hiểu, dễ đọc và khá là thông minh. Thì đầu tiên mình có cuốn Leaders Eat Last. Cuốn thứ hai là cái cuốn nổi hơn của chú ý, và đây cũng là cái cuốn mà mình recommend cho tất cả mọi người vì cái thông điệp của nó siêu 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 xuất sắc luôn ý mọi người. Đấy chính là Start With Why. Một cuốn non-fiction rất là yêu thích khác của mình, đấy chính là cuốn Educated. Đây là một tác phẩm hồi ký của cô Tara Westover. Tiếp theo cuốn The Everything Star Thrive của cô Ariana Huffington, bản tiếng Việt của All The Light We Cannot See, ánh sáng vô hình của Anthony Doerr. Một tác phẩm mà mình được tặng những ngày cuối của dòng Mê Công Hùng Vĩ của Brian Eller. Tiếp theo là một cuốn mà mình được 1980 Books gửi tặng, đấy chính là cuốn Thành Phố Của Những Cô Gái của Elizabeth Gilbert. Tiếp theo là bộ ba tác phẩm mà mình đã nói rất là nhiều lần rồi, clip nào cũng xuất hiện những em này trong clip Bookshelf Tour. Thì đấy chính là ba cuốn của Khaled Hosseini, Người Đua Diều này, Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ và Vào Rồi Núi Vọng. Đây mình đang xếp đúng theo thứ tự cuốn mình thích nhất này, thích nhì và thích thứ ba. Theo một cuốn liên quan đến leadership, The Good Struggle, Responsible Leadership in an Unforgiving World của Joseph Albadaraco. Tiếp theo một cuốn sách nữa của chú Jeffrey Archer, chính là tác giả của cuốn Hai Số Phận rất là nổi tiếng ấy, Chỉ Thời Gian Có Thể Cất Lời. Hình như đây là tập 1 trong một cái series tiểu thuyết dài tập biên niên Clifton. Thực ra mình cũng chưa tìm hiểu về cái này nhiều. Mình cần nói chuyện về Kevin của Leona Saivi, HBR Guide to Motivating People, Engage Your Employees, Energize Your Team and Boost Performance của Harvard Business Review. Ok, tiếp theo ở đây mình để cái quyển đầu tiên ra cho nó đỡ chật ấy. Thì đấy chính là bộ truyện Harry Potter. Mình mua ở đây là cái bản siêu tập để trong cái dương hòm ấy. Thì mình có từ tập 1 cho đến tập 7. Và vì cái này mình cũng đã làm một cái clip unboxing, mình sẽ để link ở phía dưới nhá. Và trong clip Bookshelf Tour lần nào cũng có em này ở vị trí này, nên là thôi mình sẽ không nhắc đến nữa nhá. Và ở đây là hai cái tập lẻ ra, Harry Potter tập 3 và tập 4 này, bản tiếng Việt này. Và bộ truyện The Hunger Games, Trò Chơi Sinh Tử. Ở đây là mình có tập 2 và tập 3. Ok, ngăn phía trên cũng là ngăn mà mình để các tác phẩm của các tác giả châu Âu và châu Mỹ khác. Thì đầu tiên ở đây mình có một tác phẩm mà mình được em đồng nghiệp tặng, thank you Đức và Phương rất nhiều nha. Tác phẩm rất là nổi tiếng thì đấy chính là cuốn tờ Handmade Tale của một tác giả tên là Margaret Atwood. Tiếp theo là một cuốn rất là kinh điển rồi, đấy chính là cuốn Giết Con Chim Nhại của Harper Lee. Tiếp theo cũng là cuốn cẩm nang mà mình thấy tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên nữ học kinh tế đều nên đọc, Leading for Graduate của cô Sherlyn Sandberg. Tiếp theo là một cuốn truyện rất là dễ thương, Flipped của Wadalin Vendrane, tập thơ Inside Out and Back Again của chị Lại Thanh Hà. Một cuốn sách rất nổi tiếng, Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không của chú Pell Calatini. Một tác phẩm mà mình rất là thích và thật sự mình recommend tất cả mọi người nên đọc luôn ấy. Bao Điều Không Nói, Everything I Never Told You của cô Celeste Ng, Thiên Thần Mùa Xương của Đức Anh. Tiếp theo là một cuốn mình mua vì bìa mọi người ạ, Chủ Đề Về Chiến Tranh của Ruta Spitis, là cuốn Ashes in the Snow, Nhà Giả Kim của Paulo Coelho, mình không biết đọc tên chủ này, Túp Lều Bác Tôm của Harriet Beecher Stowe, Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Jules Verne, Max Bi Kịch Của Chủng Tộc Thượng Đẳng của Sarah Cohen Scali, Sơn Ca Vẫn Hot của Christine Hanna. Trời ơi, thật sự mình mong là nhà xuất bản phụ nữ hãy tái xuất bản cái cuốn truyện này, tại vì nó quá hay ấy mọi người. Bóng Hình Của Gió, Shadow of the Wind của Carlos Ruiz Zafón,
Hãy gọi tên tôi của chị Chanel Miller. Tiếp theo đấy chính là cuốn Tình yêu vị kem ý của Jenna Evans Wild, cuốn Kẻ nổi loạn định dạng lại ngành truyền thông của Robert King và Minnie Pivan. Tiếp theo là cuốn The Black Swan, Thiên Nga Đen, xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn của Nassim Nicholas Taleb. Một tác phẩm nữa của Koruta Spetis, mình rất là thích các tác phẩm viết về đề tài chiến tranh. Historical fiction của cô này thì chính là cuốn Shot to the Sea. Gọi em bằng tên anh, Call Me By Your Name của Andre Aciman. Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của Christy Chen và Bruce Lang. The Making of a Manager, What to Do When Everyone Looks to You của Julie Cho. Quiet, một cuốn non-fiction khá là nổi tiếng viết về người hướng nội. The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking của cô Susan Cain. Một cuốn sách rất nổi tiếng, Chiến binh cầu vồng của Andrew Hirata. Tác phẩm Hòn đảo quá xa của Annika Thor. Người truyền ký ức của Louis Laurie. Pipi tất dài của Astrid Lindgren. Perfect Spy, The Incredible Double Life of Phạm Xuân Ẩn. Thì đây là một cái cuốn sách mà Larry Berman viết về cuộc đời của một điệp viên rất là nổi tiếng người Việt Nam, đấy chính là bác Phạm Xuân Ẩn. Một cuốn mà mình cũng cần phải đọc nó gấp mọi người ạ. Đấy chính là cuốn Nhật ký Anna Frank. Khi lỗi thuộc về những vì sao, The Fault in Our Star của John Green. Lời hứa về một cây bút chì của Adam Brown. The Seven Husbands of Evelyn Hugo của Taylor Jenkins Reid. Thời thơ ấu của Maxim Gorky. Ok, thì bắt đầu từ cái giá bên cạnh cho đến cái giá cuối cùng, khoảng 4 cái giá này là mình sẽ xếp các cái tác phẩm của các tác giả châu Á. Ví dụ các tác giả Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản này. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ chỗ này nhá. Ok, thì ngày trước mình sẽ để những cái cuốn có chiều dài khá là cao, không nhét vượt những cái ngăn bình thường như thế này ở đây. Nhưng mà dạo gần đây cái số lượng sách của mình nó đang tăng lên rất là nhiều. Thế nên khi mình xếp lại thì mình đã quyết định để nó kiểu như thế này, nó cũng không lý tưởng lắm. Nhưng mà thôi anyway, mình cũng không còn cái giải pháp nào tốt hơn. Thì ok, đầu tiên đây mình có cuốn Ngang qua thế giới của em của Trương Gia Giai. Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Một cuốn sách mà mình cũng được một bạn đang đồng nghiệp tặng. Thì cảm ơn Hiệp Sán rất là nhiều. Đấy chính là Tìm lại cái tôi đã mất, cứu vãn cuộc đời không vui vẻ của Trình Chi Luông. Cuốn sách tiếp theo, Sáng Hoan Ca Chiều Thường Diệu của Quan Nông Dạ Khách. Gấm Hoa Giữa Đời của Annie Bảo Bối. Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã của Đại Đức Hay Min. Một cuốn sách mà mình rất là thích của Keigo, Điều Kỳ Diệu của Tiệm Tạp Hóa Namiya. Một cuốn sách của Bạch Lạc Mai, Người Là Cuộc Tu Hành Đẹp Nhất Kiếp Này Của Tôi. Hai cuốn sách đều của Quan Nông Dạ Khách mà mình đã nói rất là nhiều trên channel của mình rồi. Thì đầu tiên chính là Tôi Có Một Chén Rượu Có Thể Xoa Dịu Hồng Trần, Tôi Có Câu Chuyện Bạn Có Rượu Không, Tôi Thích Bản Thân Nỗ Lực Hơn của Chu Sung, Harvard 4 rưỡi sáng của Shin Yong Wei. Hai tác phẩm của Keigo. Đầu tiên là cuốn Thư, đây cũng là một cuốn mà hình như mình cũng có review rồi thì phải. Tiếp theo là cuốn Ăn Ý, một cuốn mà mình cũng đánh giá khá là cao của bác Keigo. Dám Hạnh Phúc của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake. Và ở dưới này bốn quyển này thì đều là bốn quyển của chị Vãn Tình. Mình thấy đọc khá là thư giãn ấy, và nó vẫn cho mọi người một vài cái lời khuyên mà mình thấy khá là hiện đại. Đầu tiên là Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu này, Khí Chất Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu, Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc. Và cuốn cuối cùng đấy chính là Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài. Đây là cuốn giáo trình tiếng Trung mà mình dùng là mình học cái phiên âm thiên nhiên để mà mình hát theo mấy cái nhạc chung mà mình thích mọi người ạ. Thế thôi. Và ở trong này thì là những cái quyển của các tác giả Việt Nam ngày trước ấy. Thì đầu tiên mình có bộ 3 cuốn sách của 3 tác giả Nam Cao, Xuân Diệu và Huy Cận. Mình có những cái tập truyện ngắn rất nổi tiếng, ví dụ Chuyện Ngắn của bác Nguyễn Tuân này, Tắt Đèn của Ngô Tất Tố này, Ngày Thơ Ấu của Nguyên Hồng này, Năm Chiếc Lá, Những Cảnh Khốn Nạn của Nguyễn Công Hoan, và một cuốn rất là random, Thần Thoại Hy Lạp ở đây. Cuốn còn lại sẽ là các cuốn của các tác giả châu Á. Đầu tiên mình có cuốn Bố Con Cá Gai của Cho Sang In, Đừng Cúi Đầu Mà Khóc Hãy Ngừng Đầu Mà Đi của Lưu Tư Hạo, cuốn Tay Trái The Left Ear của Yêu Tuyết Mạn. Mình mất tập 2 rồi mọi người ạ. Những cái cuốn mà nhiều tập này mình hay bị thất lạc những tập còn lại đó. Hát Xì của Cửu Bá Đao, Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ của Lưu Đồng, Rừng Na Uy của Haruki Murakami, Cà Phê Đậu Một Người của Cửu Bá Đao, Phía Sau Nghi Can X, một tác phẩm mà mình đánh giá cao nhất của bác Keigo, và đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được một cuốn nào của bác Keigo mà mình đánh giá cao hơn cái cuốn này, Chưa Từng Trải Qua Làm Sao Thấu Hiểu. Hình như đây là tổng hợp những cái chia sẻ của một nhóm tác giả thì phải, không có một tác giả cố định. Chúng Ta Đều Sợ Trưởng Thành của Hê Nam Kim,
trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu của Randall Kim, và một cuốn truyện ngắn mà mình rất là thích của bác Haruki Murakami, Những người đàn ông không có đàn bà. Một cuốn mà mình siêu siêu thích luôn á, Love for Imperfect Things, How to Accept Yourself in a World Striving for Perfection của Haneem Sunim. Tên tiếng Việt của nó là Yêu những điều không hoàn hảo. Một cuốn sách khác của Bạch Lạc Mai mà mình có đấy chính là Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên. Một cuốn nữa của Haneem Sunim mà mình rất là thích, The Things You Can See Only When You Slow Down. Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân của bác Nguyệt Trường An. Ok, ba tập của một bộ truyện mà mình khá là thích của bác Nguyệt Trường An thì đấy chính là Xin chào ngày xưa ấy. Một quyển mà mình có được Wings Book gửi tặng rất là cute, Mr. Cà vạt của Melina Michiko Flasa. Và một cuốn mà mình được đồng nghiệp của mình gửi tặng, thank you Đức Anh Sàn, đấy chính là cuốn Cảnh đồi mờ xám của Kazuo Ishiguro. Tiếp theo là cuốn Vẫn ổn thôi, kể cả khi bạn không có ước mơ, của bộ đôi tác giả Park Sung Oh và Kim Yoo Won. Tiếp theo thì là cuốn Án mạng 11 chữ của Park Kego, cuốn này hình như khá là mới rồi mà mình còn chưa đọc được cuốn này. Đông cung của Phí Ngã Tư Tồn. Tiếp theo là hai tập của Chuyện năm tháng vội vã của Cửu Dạo Hồi. Đây chính là như kiểu là phiên bản mới, phiên bản được Tân Diểu viết lại của câu chuyện rất nổi tiếng của bài đấy là Hóa ra anh vẫn ở đây, nhưng thực sự là mình thích cái bản cũ hơn ấy. Gửi Thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta của Triệu Kiên Kiên, Đại mặc dao của Đồng Hoa, hai tập Thời niên thiếu không thể quay lại ấy cũng của Đồng Hoa. Mọi người này là siêu cũ rồi ấy, cái quyển này rất là lâu rồi. Tiếp theo hai tập của Giữa chốn phồn hoa gặp được người của Kỳ Nguyệt Hy, hai tập Từng thế ước của Đồng Hoa, hai tập Bộ bộ kinh đâm cũng của Đồng Hoa luôn. Ok, thì phía trên này mình cũng để những cái quyển nó khá là dài ấy. Thì đầu tiên mình có bộ box set Sherlock Holmes này, và chính vì là mình đã được tặng cái box set bản cứng nên là maybe mình sẽ không giữ lại cái bản này nữa. Rồi ở đây mình có một cái quyển mà đáng lẽ mình cũng cần phải đọc trong năm nay và mình vẫn cứ lười đọc vì nó quá dày ấy, Bạch Dạ Hành của bác Kego này. Và đây chính là hai cuốn của Trần Hạo Cơ. Một cuốn mình đã khen rất nhiều trong năm nay rồi, đấy chính là 1367. Và cuốn tiếp theo thì đấy chính là Người trong lưới, mình đã rất hào hức để đọc cái cuốn này. Ok, thì cái ngăn bên cạnh là cái ngăn mà toàn bộ mình để tất cả các cuốn sách của các tác giả Việt Nam. Thì đầu tiên mình có một cái cuốn đấy chính là Ngành kinh tế có gì này, mình đã nói khá là rõ về cái cuốn này rồi trong cái review haul gần đây của mình. Tiếp theo là một cuốn tản văn của chị Nguyễn Ngọc Tư, Hành lý hư vô. Một cuốn của Bình Ca mà rất rất nhiều bạn có recommend cho mình mà mình vẫn có chưa đọc hết ý, Quân khu Nam Đồng. Mùi mẹ tạp văn của chị Việt Hà. Các tác phẩm của bác Ánh thì đầu tiên mình có Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng này, Bảy bước tới mùa hè này, Ngày xưa có một chuyện tình, Làm bạn với bầu trời này, Thiên thần nhỏ của tôi, Cô gái đến từ ngày hôm qua này, một cuốn mà rất là dễ thương, một cuốn cũng rất dễ thương nữa, Cây chuối non đi giày xanh. Cuối cùng cuốn truyện gần đây nhất mà mình đọc, Con chim xanh biết bay về. Rồi ở đây thì mình có cuốn Cà phê cùng Tony này, một vài cuốn rất là cũ của mình rồi, Nhân tố enzyme này. À, cuốn này của một tác giả Nhật Bản, mình lại xếp nhầm vào đây. Cuốn sách mọi người nhìn này nó nát tươm ấy, tại vì mình đã đọc lại nó quá là nhiều lần. Đấy chính là Tuyển tập truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Một cái cuốn thật sự rất là đặc biệt, đấy chính là Thượng Dương của tác giả Hoàng Yến. Đây là một cái cuốn mà tác giả lấy cảm hứng từ thảm kịch của Hoàng hậu Thượng Dương đời nhà Lý ấy, để viết nên câu chuyện này. Mình có một cuốn tên là Đào được Bách Việt gửi tặng của tác giả Linh Lê. Rồi mình nói gì khi nói về hạnh phúc của chị Rosie Nguyễn, Cuộc sống đếch giống cuộc đời của anh Hoàng Hải Nguyễn, Loài plastic của Wing Book khi nhựa trỗi dậy, Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, Sống xanh rồi mới sống nhanh của Mình là Hà, Điểm đến của cuộc đời của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Cũng một quyển nữa của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang mà mình rất là thích, đấy chính là cuốn Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn của anh Dương Minh Tuấn. Tiếp theo là một cuốn sách về một câu chuyện siêu truyền cảm hứng của Trảo Yến, Đường ngược chiều từ bản người giao đến học bổng Erasmus. À, một cuốn của bác Ánh mà lúc nãy mình sót, Trại hoa vàng. Ôi, cuốn này bìa dễ thương ghê á. Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Con đường Hồi giáo của chị Nguyễn Phương Mai, Đàn ông trưởng thành không vô tâm của Cu Chí, Yêu của Trân Thuyên. Và cuối cùng một cuốn rất dễ thương của Wings Book, 199 mấy hồi ấy làm gì. Còn ở trong này của mình thì là chỉ những cái giáo trình cũ của mình này, về marketing này, international marketing này, psychology này, những cái giáo trình cũ hồi mình học đại học thì mình cũng sẽ để nó ở trong này. Ok, thì đây là cái giá kệ sách mà mình để ở trên bàn học của mình. Thì mình để những cái cuốn khá là random mọi người ạ, hoặc là những cái cuốn mà mình muốn đọc.
trong thời gian gần đây ấy. Thì ở đây đầu tiên là mình có cuốn One Day in December của Josie Silver. Mình có Eleanor Elephant is Completely Fine của Gail Hanneman. A Little Fires Everywhere của Celine Ng này. Factfulness, sự thật về thế giới của Hans Rosling. History So You Left Me của Adam Silvera. Một cuốn mà mình thật sự cần phải đọc, The Song of Achilles của Madeline Miller. Cuốn tiếp theo, một cuốn rất là hay, và những bạn nào mà muốn tìm hiểu về marketing thì thật sự mình highly recommend cái cuốn này nha. Cuốn This is Marketing của Seth Godin. Và nếu mà quan tâm về ngành marketing thì có thể tìm cái cuốn This is Marketing này nha. Tiếp theo, một cuốn non-fiction tưởng là khô khan nhưng mà đọc về lại còn thấy là nó không chỉ khô khan mà nó còn khó mọi người ạ. Nhưng mà mình thấy hay phết, đấy chính là cuốn 12 quy luật cuộc đời, thần dược cho cuộc sống hiện đại, tên tiếng Anh là 12 Rules for Life của Jordan B. Peterson. Tiếp theo cũng là một cuốn mà mình thấy rất thú vị. Nó dài quá, thôi khỏi rút nhá. Thì đấy chính là cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21 của Yuval Noah Harari. Đây chính là tác giả của cuốn Sapiens, lực sử loài người rất là nổi. Thế nên là mình cũng đang đọc dở một vài chương của cái cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21 này, mình thấy cũng khá là thú vị. Đó, thì đấy là những cái cuốn sách rất random mà mình để vào cái giá này. Ok, như vậy là Hà vừa mới giới thiệu với mọi người cái tủ sách bookshelf tour của mình cho năm 2021. Mình mong là mọi người enjoy cái clip này. Và thật ra là rất nhiều bạn hỏi là mình có bao nhiêu cuốn sách, thì thật ra sorry mọi người nha, mình chưa bao giờ đếm. Tại vì quan trọng không phải là mình có bao nhiêu sách ý, mà là quan trọng là mình enjoy những cuốn sách mà mình có này, và mình học hỏi được gì từ những cuốn sách của mình, thì đấy mới là điều quan trọng nhất đúng không? Thì yes, giá sách, tủ sách của mọi người như thế nào? Mình cũng không biết là phần comment ở YouTube có ảnh không, nhưng mà hãy update cái tình hình giá sách của mọi người trong năm vừa rồi ở dưới comment nhá. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã luôn quan tâm ủng hộ và theo dõi channel của mình. Nếu mà mọi người xem đến tận đây thì thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Và yes, Hà hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của Hà nha. Bye bye.